Thưa anh, kính chào quý khán giả của Nghệ Vật TV. Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Hỏi Đáp Medicare do cô Yến Tuyết phụ trách. Cô Yến Tuyết là chuyên viên về Medicare có đăng ký với Bộ Cao niên của Sở Y tế Hoa Kỳ. Và kính thưa quý vị, như chương trình đầu tiên, chúng tôi đã giới thiệu cô Yến Tuyết và cơ quan HICAP do cô tại nơi cô làm việc là chuyên giải thích các thắc mắc của các bệnh nhân, các quý vị cao niên đang hưởng trợ cấp Medicare hoặc muốn xin chương trình Medicare, nhưng chúng tôi chưa đi sâu vào việc giải thích cho những người nào mà chưa biết Medicare là gì. Và hôm nay chủ đề của chương trình hôm nay là Medicare là gì. Và kính thưa quý vị, đây là cô Yến Tuyết, chuyên viên phụ trách Medicare. Kính chào quý khán giả của Người Việt TV và chào cô Thiên An. Chào cô. Dạ, thưa cô, vậy mình cứ nói Medicare, vậy Medicare là gì vậy cô? Và những người hưởng trợ cấp này thì được gì? Có rất là nhiều người đã biết, đã có Medicare rồi mà cũng không biết Medicare sẽ cung cấp những dịch vụ y tế nào. Rồi dĩ nhiên là tôi đi ra nói chuyện rất là nhiều. Và có nhiều người đã hiểu nhờ vậy mà cộng đồng chúng ta hiểu rõ hơn về Medicare. Tuy nhiên cũng có một số người vẫn chưa, tại vì chưa có Medicare thì mình đâu có để ý đến làm chi. Giống như trước khi tôi trở thành cái người cố vấn của Medicare cũng vậy, tôi không có để ý đến Medicare là bao nhiêu. Thì thưa quý vị, Medicare là một cái chương trình của liên bang được đặt ra và nó ra đời vào năm 1965. Họ nghĩ rằng khi một người khoảng chừng 65 tuổi đó, sau một cái thời gian làm việc bao nhiêu năm rồi đó, thì cái người đó sẽ thường thường 65 tuổi là cái tuổi họ về hưu. Và khi họ về hưu là không làm việc nữa thì không có cái bảo hiểm y tế. Vậy cho nên những nhà lập pháp đã cuối cùng sau những cuộc thảo luận đã ban hành cái luật gọi là ra đời cái chương trình Medicare. Vậy thì Medicare có hiệu là một cái chương trình bảo hiểm y tế của liên bang, cho nên áp dụng trên tất cả các toàn quốc của nước Mỹ. Ai có Medicare là đều có những cái phúc lợi y tế giống nhau cả. Thì Medicare đó, một cách căn bản là một cái chương trình dành cho những ai đã từng đi làm việc ở Mỹ 10 năm trở lên, có đóng tiền Social Security. Và những người này đó có thể là mà phải là công dân Mỹ hoặc là có là thường trú nhân ở Mỹ 5 năm liên tục. Ví dụ như một người ở Mỹ mới có 3 năm rồi về Việt Nam ở vài tháng rồi qua Mỹ lại, thì trong vòng cái thời gian vừa ở Mỹ vừa ở Việt Nam là 5 năm thì người đó vẫn không được Medicare, cho dù người đó là đã ở từng ở Mỹ, đã đi làm Là 5 năm liên 10 tục năm. trong khoảng 5 năm đó không được Vẫn đóng. chưa được. Thành một người phải ở phải làm việc 10 năm, đóng tiền Social Security, phải là công dân Mỹ hoặc là thường trú nhân, gọi là có thẻ xanh ở Mỹ 5 năm. Vậy thì có những người nhiều khi qua Mỹ cũng 10 năm rồi, 5 năm rồi hay 4 năm nhưng mà chưa, có thể là 67 tuổi, 68, 70 tuổi nhưng mà mới qua Mỹ có 3 năm thôi. Thì chưa là thường trú nhân thì không, vẫn không có Medicare, chứ không phải là họ 65 tuổi tất nhiên họ có Medicare. Vậy thì nói lại, Medicare là phải đi làm việc ở Mỹ 10 năm, có đóng tiền Social Security, phải là thường trú nhân ở Mỹ 5 năm hay là công dân Mỹ. Và ngoài ra đó thì cũng có một số người trẻ tuổi hơn là 65 tuổi vẫn được Medicare nếu họ đã đi làm ở Mỹ 10 năm trở lên và có đóng tiền Social Security. Nếu chẳng may lúc ba mươi mấy, 40 tuổi, 50 tuổi họ bị bệnh hay bị một cái tai nạn nào đó làm cho họ mất khả năng làm việc. Khi đó cái người đó mất khả năng làm việc cho nên họ không có đòn đi làm nữa thì không có lương. Vậy họ mới đi vào Sở An sinh xã hội và họ xin một cái tiền để sống gọi là Social Security Disability Insurance. Và khi đó người đó sẽ lãnh cái tiền đó 24 tháng. Thì những người gọi là disabled, mất khả năng làm việc đó sẽ được hưởng tự động được ghi tên vô Medicare. Thành ra trẻ tuổi nhưng mà phải bệnh, phải có đi làm việc mới được gọi là Medicare. Còn những người không có đi làm việc mà bệnh thì lại có Medicare hay là Medicaid của tiểu bang dành cho người có lợi tức thấp, hay là phải mua một cái bảo hiểm ở ngoài chứ không được hưởng Medicare. Ngoài ra những người có bệnh thận ở giai đoạn cuối mà gọi là end stage renal disease, những người đó cũng được hưởng Medicare liền nếu họ đã từng đi làm việc ở Mỹ 10 năm trở lên. Và những người có bệnh nó gọi là Lou Gehrig, là một cái loại bệnh mà teo cơ,
cái cơ của họ bị teo lại và họ không có cử động được, hoạt động bình thường được, thì những người đó cũng được Medicare. Đó là những cái căn bản để được Medicare. Cô nói căn bản chứ thì anh nghe cũng thấy khá là rắc rối rồi. Vậy à, nếu mà có người nào đó có trường hợp đặc biệt rồi gửi thư hỏi cô có được không? Được chứ, dĩ nhiên, tại vì Medicare vốn là một cái bảo hiểm y tế cũng giống như tất cả các bảo hiểm y tế ở ngoài xã hội, rất là phức tạp. Cho nên những thưa quý vị, những cái lần mà chúng tôi trình bày ở bất cứ một cái cơ quan truyền thông nào đó thì cũng chỉ là những chi tiết, những thông tin rất là tổng quát, và những quý vị, mỗi người là mỗi trường hợp khác nhau. Đôi khi người anh em trong nhà, vợ chồng trong nhà, hay là hàng xóm bạn bè, không ai là có trường hợp giống nhau, cho nên quý vị rất nên tham khảo với chúng tôi là một cái người cố vấn về Medicare, và chúng tôi sẽ căn cứ trên những cái nhu cầu hay là những cái tin tức hay là những trường hợp riêng biệt của quý vị để chúng tôi trả lời cho quý vị đúng với cái trường hợp của quý vị hơn. Dạ, quý vị có thể gửi câu hỏi vào chương trình và những phương thức sẽ được hiện lên trên màn hình vào cuối buổi thu hình này. Vậy cô cho Thiên Anh hỏi là muốn xin Medicare, muốn xin được trợ cấp Medicare thì phải làm sao? Một người sau khi đã đi làm ở Mỹ 10 năm như vậy rồi thì thường thường là cơ quan Social Security Administration, được dịch là Sở An sinh Xã hội, có cái chữ An sinh nha quý vị, Social Security Administration. Và đó là cái chương trình, đó là một cái văn phòng mà quý vị đến để xin Medicare, nhưng mà đó không phải là văn phòng của Medicare. Medicare thực ra là cơ quan Center of Medicare and Medicaid Services, nó ở Maryland, ở miền Đông. Và dĩ nhiên họ chỉ có một cái gọi là headquarter, một cái trung tâm chính, một cái văn phòng chính ở đó. Cho nên họ mới nhờ những văn phòng Social Security, thường thường là có đặt tại những địa phương, ở những cái, ví dụ như ở Orange County thì chúng tôi có ở Fountain Valley, ở Garden Grove, ở Anaheim, ở Mission Viejo, những cái văn phòng Social Security đó họ như vậy. Social Security Administration không phải là Social Services Agency, không phải là sở xã hội. Sở xã hội là cơ quan lo, sở xã hội lo về những vấn đề y tế của cái quận hạt của mình mà thôi. Còn Social Security là lo những vấn đề về liên bang, những cái phúc lợi, ví dụ như quý vị, cô Thiên An đi làm việc 10 năm rồi, rồi chuyện này không muốn xảy ra cho cô thế nào, nhưng mà nó đóng thuế rồi bỗng nhiên bị bệnh và có được cái tiền Social Security Disability thì cô Thiên An sẽ đến Sở An sinh Xã hội xin. Rồi vì Sở An sinh Xã hội là nơi lưu trữ trữ tất cả những dữ kiện của từng cá nhân. Mình qua Mỹ mình phải có cái thẻ An sinh Xã hội, phải không ạ? Social Security. Cho nên ở Sở An sinh Xã hội lưu trữ những cái dữ kiện đó, cá nhân đó, và vì vậy cho nên cơ quan Medicare nghĩ rằng nên để cho nhờ cái Sở An sinh Xã hội để ghi tên dùm vào Medicare, tại vì họ đã có sẵn là biết là 10 năm làm việc, 10 năm, 20 năm, 30 năm rồi. Vậy thì những câu hỏi về Medicare quý vị sẽ không đến Sở An sinh Xã hội mà hỏi, chỉ có đến đó ghi tên thôi. Và có hai cách để ghi, một là quý vị liên lạc với Sở An sinh Xã hội địa phương và làm hẹn, và họ sẽ cho quý vị có hẹn và đến gặp ngay cái người nhân viên Sở An sinh Xã hội để họ làm hồ sơ tại chỗ, thì cái đó phải chờ đợi. Còn những ai biết về Internet thì có thể lên online, và chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị cái online website của Medicare là www.medicare.gov. GOV là chữ viết tắt của government. Và một cái website thứ hai là của của SSA cũng vậy. www.SSA, SSA là chữ viết tắt của Social Security Administration, và www.SSA.gov cũng cũng giống như Medicare. Nếu quý vị quên thì cứ gọi lại, liên lạc lại với người Việt TV hay là với lại chúng tôi ở số điện thoại 714-560-0035 thưa quý vị. Dạ, vậy có các bao nhiêu bước để thực hiện để xin cái việc Medicare đó hay là chỉ cần một bước thôi là xong? Một thật ra cũng một bước, mà cũng thời gian thì khác nhau, chứ thật ra nếu quý vị vào online hay quý vị đến Sở An sinh Xã hội quý vị xin cái Medicare thì nó cũng, cái thủ tục nó cũng giống nhau, nghĩa là những câu hỏi quý vị cần phải điền
Và Medicare không có giới hạn cái lợi tức như quý vị đã từng đi làm ở Mỹ 10 năm, quý vị đóng tiền Social Security, dù quý vị giàu là 1 triệu phú hay là quý vị là một người không còn tiền bạc gì hết khi về Medicare, khi về hưu, quý vị vẫn được hưởng cái Medicare như thường. Và chỉ có cái tiền lệ phí hàng tháng có thể phải đóng nhiều hơn nếu quý vị sau 65 tuổi vẫn còn những cái business, vẫn còn những cái lợi tức trên 100, 100 ngàn, 185 ngàn cho một người độc thân hay 160 ngàn cho cái một cặp vợ chồng. Thì cái lệ phí trả cho cái phần B của Medicare nó sẽ hơi đổi khác. Còn ngoài ra tài sản của quý vị không giới hạn, quý vị không có sợ là ô tôi có Medicare như vậy thì tôi phải, nếu mà tôi có 2 căn nhà thì tôi không được hưởng Medicare. Cái điều đó không đúng, và có những người đã loan những cái tin đó rồi làm cho những người chưa có Medicare sợ là ô như vậy thì mình không, trước khi mình xin Medicare mình phải làm sao mình bán bớt 1 căn nhà hay sao đó, thì cái đó không cần thiết thưa quý vị. Dạ. Nhưng mà đúng là bất dù giàu nghèo hay bất kể tài sản là bao nhiêu thì cũng có thể xin Medicare, nhưng Nếu đã đi mà làm 10 năm trở lên và có đóng tiền Social Security. nhưng mà thì ai cũng nghe nói là Medicare có đặc biệt cho những người có lợi tức thấp ở một số. Vâng, vì thực ra cũng có một số người mất khả năng làm việc từ khi hồi họ còn trẻ, 40, 50, họ bị bệnh tật hay là họ bị một cái tai nạn gì đó khiến họ mất khả năng làm việc, hoặc là họ bị bệnh tâm thần khiến họ không đi làm việc được. Thì khi đó họ thường thường họ được nhận, vì lợi tức thấp cho nên họ thường thường họ được nhận một cái bảo hiểm y tế của tiểu bang. Hồi nãy như chúng ta nói là Medicaid ở các tiểu bang khác, Medi-Cal ở California. Thì những người low income này là lợi tức thấp này, khi đến 65 tuổi có thể cũng được hưởng Medicare nếu họ hội đủ điều kiện là 5 năm thường trú nhân ở Mỹ và hoặc là công dân Mỹ. Nhưng những người này khi đi xin Medicare sẽ xin với điều kiện gọi là with condition, với điều kiện là cái chương trình Medicare của tiểu bang hay là Medicaid của tiểu bang của họ ở trả dùm cái Medicare. Tại vì Medicare thật ra nó có cái lệ phí thưa quý vị, lệ phí của phần A đó nếu mà phải trả đó là 441 đồng một tháng, và lệ phí của phần B là 104 đồng 90 cent một tháng. Vậy thì nếu nhưng mà những người đã đi làm từ 10 năm trở lên khi mà xin Medicare thì miễn trả cái tiền của phần A là 441 đồng mà chỉ trả tiền của phần B là 104 đồng 90 cent, và cái tiền lệ phí này nó thay đổi hàng năm chứ không phải là năm nào cũng giống năm nào. Vậy thì những cái ai mà không có đi làm đủ 10 năm ở Mỹ thì khi xin Medicare phải nói là tôi xin Medicare với điều kiện là một cái chương trình của Medicaid hay là Medicare của tiểu bang sẽ giúp tôi trả dùm cái lệ phí đó, phải nói như vậy thì quý vị mới không bị đòi tiền. Hoặc là một người không có đóng làm một cái công việc như là self employee chẳng hạn, mà họ muốn xin Medicare thì họ phải mua, thì họ phải mua cái bảo hiểm Medicare và trả cái lệ phí hồi nãy mình nói đó, chúng ta nói nhắc đến là 441 đồng cho phần A và 104 đồng 90 cent cho phần B, là khoảng chừng 506 cho một cái Medicare nếu người ta muốn 500 đồng muốn có Nghĩa một cái là Medicare là một cái bảo hiểm y tế. thông thường là 2 phần, nhưng mà nếu mà có một số trường hợp đặc biệt thì được miễn một phần là phần A. Phần A là tại vì có đi làm ở Mỹ và đóng tiền Social Security. Vậy Medicare trả cho những dịch vụ y tế nào và không trả cho những dịch vụ y tế nào vậy cô? Medicare không có trả tất cả các dịch vụ y tế. Nhiều người tưởng là như vậy. Thì cái phần A đó gọi là Part A, khi mà một cái thẻ của quý vị được gửi đến thì nó sẽ xuất hiện dưới cái hình thức như vậy. Vậy thì nó sẽ xuất hiện dưới hình thức ở trên có chữ Medicare, rồi ở dưới có một cái hàng 1-800 đó quý vị. Sẽ có cái tên của quý vị, số thẻ Medicare của quý vị. Và có 2 phần là Part A và Part B. Part A là Hospital, Part B là Medical. Không phải Medicare mà là Medical. Và cái Part A đó thì là sẽ trả những cái một số nhiều, rất là nhiều, đa số cái chi phí tại nhà thương, và chỉ trả 80% thôi. Rồi ngoài ra phần B đó, Part B là về Medical, thì trả 80% những chi phí y tế ngoài nhà thương. Và ngoài nhà thương có nghĩa là đi bác sĩ, chụp hình quang tuyến, thử máu. Và ngoài ra phần A đó thì trả những cái dịch vụ như là có thể là trả về ngày, những cái ngày mà quý vị ở trong nhà thương. Mà không phải là trả tất cả quý vị ở 3 tháng hay 1 năm ở trong nhà thương là trả. Là nhà thương chỉ trả 90 ngày thôi tối đa.
và họ trả 100 ngày khi nếu quý vị, một cái người bệnh mà cần phải chuyển qua cái nhà dưỡng lão, có nghĩa để được săn sóc lâu dài hơn là cái thời gian. Ở Mỹ này có lẽ là những người nghiên cứu cái hệ thống bảo hiểm y tế hay là cái cách chữa trị đã thấy rằng cái thời gian 3 tháng là cái thời gian người ta phải tìm ra bệnh, phải chữa cho xong một người bệnh. Còn sau đó người đó chỉ cần uống thuốc hay săn sóc mà thôi, lâu dài. Thì khi đó phải chuyển từ nhà thương qua một cái nursing home, gọi là skilled nursing home, là có y tá chuyên môn làm việc ở trong đó. Thì cái thời gian nếu được chuyển qua cái nursing home cũng là giới hạn 100 ngày thôi là Medicare trả. Nếu sau 100 ngày thì sao? Thì quý vị sẽ phải trả. Nhưng mà 100 ngày tại nursing home đó cũng có nghĩa, không có nghĩa là trả, quý vị được trả 100%. Chỉ được trả 20 ngày đầu tiên của nursing home thôi, 100 ngày, khoảng chừng 80 ngày sau quý vị là phải đóng góp cái phần của mình khoảng 140 mấy đồng một ngày. Wow. Những cái vấn đề này rất là phức tạp. Nếu mà quý vị muốn thì luôn luôn phải gọi chúng tôi để mà được hướng dẫn chi tiết, chứ quý vị không cần nhớ mấy chuyện này. Đôi khi đó, cái sự cái thông tin của chúng tôi đến với quý vị nó cần thiết, hữu ích, nhưng mà cũng có thể làm một số quý vị lo sợ. Nói ai giờ mình tưởng là mình có Medicare thì được trả hết, bây giờ cổ nói như vậy thì lo quá. Quý vị đừng có lo, tại vì mình được cái gì thì mình cứ hưởng cái đó, vui vẻ mà hưởng cái đã, chứ còn còn hơn là quý vị lo là làm bệnh thì lại càng phải dùng đến Medicare nhiều hơn, thì cái đó cũng không có tốt. Vậy thì cứ đây là những cái thông tin mà chúng tôi thông báo với quý vị thôi. Rồi nếu quý vị muốn biết thêm thì quý vị cứ gửi tin về Người Việt TV hay là gọi điện thoại cho chúng tôi. Và đó là những cái thông tin rất là căn bản, hơi phức tạp rồi, và quý vị cần phải biết. Dạ, cô có thể nói thêm về một chút về những dịch vụ y tế mà không được trả tiền không? Để mọi người biết, khỏi phải xin lỗi. Vâng, thưa quý vị, Medicare đó là không trả những dịch vụ sau đây: không có trả sửa sắc đẹp, không có trả tiền châm cứu, không có trả cho dịch vụ châm cứu, không trả cho làm răng, không trả cho cái việc khám mắt vì để mua kính đọc báo. Nhưng mà nếu quý vị bệnh về mắt đó, thì khi đó Medicare mới trả. Medicare sẽ trả một số những cái bịch máu được truyền cho quý vị mà thôi, chứ không phải là trả cho tất cả. Nếu mà quý vị cần 10 lần vào máu thì không phải là tất cả những cái bịch máu mà được truyền cho quý vị sẽ được trả. Medicare trả nhà thương là như chúng tôi nói là về phần A trả 90 ngày. Và quý vị có được thêm 60 ngày gọi là lifetime nữa nếu quý vị muốn dùng đến những 60 ngày đó một lần mà thôi trong đời. Thì nếu mà quý vị, bác sĩ nghĩ là quý vị phải ở thêm tới 5 tháng ở trong nhà thương để được chữa trị, thì quý vị có thể dùng một lần đó, tại vì lần này là cái bệnh của mình nặng quá cho nên mình muốn dùng tới 60 ngày đó thì mình sẽ dùng tới cái 60 ngày đó. Và cái phần A đó cũng, và phần B đó thì là sẽ trả những cái dịch vụ y tế mà cái gọi là dụng cụ y khoa, phần B cũng sẽ trả. Rồi chúng ta sẽ có những cái việc mà ví dụ như có nhiều người nghĩ rằng Medicare trả hết, thành ra sử dụng Medicare một cách bừa bãi, thì cái đó mình phải hiểu. Bây giờ mình kể ra đó, thưa cô Thiên An và thưa quý vị, kể ra thì nó rất là dài. Cho nên có lẽ là trong cái cuốn mà Medicare and You này nè, thưa quý vị, là có kê ra tất cả những cái gì trả, phần A và phần B trả. Mỗi người có Medicare sẽ được nhận được một cái cuốn như vậy mỗi năm. Có những cái gì thay đổi cũng sẽ được gửi đến cho quý vị. Những ai chưa có cuốn này thì chúng tôi cũng có thể cung cấp cho quý vị, nhưng mà quý vị phải đến để lấy, chứ chúng tôi không có tiền để gửi, tại vì cái cuốn sách này rất là dày, thưa quý vị, để gửi đến cho quý vị và để quý vị tìm hiểu. Dạ, thưa cô mới nói về phần A và phần B của Medicare thôi mà Thiên An nghe nó thấy là rất là phức tạp. Nhưng mà Thiên An nhớ là có phần D về thuốc, rồi có những phần khác không cô, hay là... Đúng rồi, sẽ có những cái phần khác mà trong lần sau chúng ta sẽ đi vào chi tiết, tại vì mỗi lần cái chương trình đó rất là ngắn để mà nói tất cả về những vấn đề liên quan đến Medicare. Thì Medicare căn bản như nói lúc đầu là có hai phần. Khi nào quý vị nhận được cái thẻ trắng xanh đỏ đó thì nó chỉ có hai phần mà thôi, tại vì khi ra đời vào năm 1965 cho đến năm 2005 á, thì Medicare chỉ có hai phần là A và B. Và những người trước đó từ 2005 trở về 1965, những ai có Medicare phải xuất tiền túi ra mua 100%.
trả 100% tiền thuốc. Nhưng mà đến năm 2006 thì các nhà lập pháp với cái sự kêu này của những người có Medicare thì họ nói như vậy thì chúng ta cũng phải giúp họ tiền thuốc. Thành ra cái luật mà cái đạo luật về phần D ra đời năm 2006. Và nhờ vậy khi đó một người có Medicare phải ghi tên vô một cái chương trình phần D thì khi đó mới được chính phủ giúp khoảng 70% tiền và mình phải tự thuốc. Ghi tên. Mình phải tự ghi tên và có nhiều hình thức, nhiều chương trình để quý vị chọn lựa. Thành ra đó là chúng ta sẽ nói về cái chương trình phần D ở lần sau, và có lẽ là hồi nãy đến nói mà mình chưa có nói về cái thời gian ghi danh đó cô Thiên An. Cái thời gian ghi danh vào cái Medicare nó rất là quan trọng. Cái thời gian ghi danh vào Medicare không phải là bất cứ lúc nào. Tôi 65 tuổi nhưng mà tại vì tôi đợi một năm sau tôi mới ghi, tại vì tôi rất là khỏe mạnh và tôi không có cần đến Medicare cho nên tôi không ghi. Và bây giờ tháng 5 và tôi muốn ghi là vào Sở An sinh xã hội hay vào website của Medicare để ghi. Dạ không phải như vậy. Vậy thì bây giờ xin trình bày một cách rất là nhanh và rất là ngắn gọn về cái thời gian ghi danh. Ngắn gọn. Không bao giờ ngắn gọn được hết. Nhưng mà thời gian ghi danh là đại một cách tổng quát có 4 giai đoạn. Yeah. Giai đoạn đầu tiên là những ai đã đi làm 10 năm có đóng Social Security. Thì tất cả những người đó có thời gian 7 tháng, tất cả 3 tháng trước tháng sinh nhật 65 tuổi của họ. Một người sinh vào tháng 5 thì có tháng 2, tháng 3, tháng 4, từ tháng 2 là đã xin được xin Medicare. Tuy nhiên cái thẻ Medicare sẽ có hiệu lực ngày 1 tây tháng 5 chứ không phải là 1 tây tháng 3 khi họ đi ghi danh. Là khi họ vừa đủ 65 tuổi. Dạ, thành ra 3 tháng trước tháng sinh nhật 65, tháng sinh nhật 65 và 3 tháng sau tháng sinh nhật 65, thời gian 7 tháng cho một người mới sắp 65 tuổi và sắp có Medicare đã đi làm 10 năm. Còn những ai không có đi làm ở trên nước Mỹ, không đóng tiền Social Security, thì cái thời gian xin Medicare phải là cái tháng trước tháng sinh nhật. Cái thời gian đó khác nhau, những người đi làm và những người không đi làm khác nhau. Rồi, bây giờ có những người đã về hưu từ khi còn trẻ, 62 tuổi, 63 tuổi họ đi làm. Họ đi làm rồi đến tuổi đó họ nói thôi bây giờ tôi đi làm nhiều quá rồi, tôi về hưu. Và họ xin cái tiền hưu để sống là Social Security. Thì những người đó tự động không đi phải cần đi xin mà tự động được ghi tên vô Medicare, nó gọi là auto enrollment. Rồi có những người gọi là không có đi xin Medicare đúng ngày. Giống như hồi nãy đến thì quý vị có một cơ hội, khi đó là quý vị đã 66, 67 tuổi, không có bảo hiểm nào hết. Lo đi, tại vì hưu và lo đi chơi, không có xin đúng ngày 7 tháng. Yeah. Thì người đó sẽ phải chờ đến thời gian hàng năm. Yeah. Mở rộng gọi là từ tháng ngày 1 đến tháng Giêng cho đến 31 đến tháng 3 hàng năm. Và cái đó gọi là General Enrollment Period cho những ai mà ghi danh trễ vào Medicare. Yeah. Và còn một cái lần thứ tư là những gọi là Special Enrollment Period là ghi danh đặc biệt, dành cho những ai đến 65 tuổi vẫn tiếp tục đi làm. Thì khi đó những người đó họ cũng xin Medicare đúng ngày đúng tháng 65 tuổi của họ trong thời gian đầu tiên, nhưng mà họ chỉ xin phần A và họ không xin phần B, tại vì họ có một cái bảo hiểm ở sở làm thay thế cho cái bảo hiểm Medicare rồi. Cho nên họ không có xin Medicare nhưng mà vẫn xin đúng ngày. Và họ có cái phần A, khi đó cái thẻ của họ trên này không có phần A, B ở dưới mà chỉ có phần A thôi. Rồi đến khi mà họ mất cái bảo hiểm ở sở làm bất cứ vì lý do nào đó, vì thất nghiệp, vì về hưu, thì khi đó quý vị sẽ vào Sở An sinh xã hội bất cứ lúc nào khi mà cái biết là mình sẽ mất cái bảo hiểm y tế từ sở làm vào 1 đến tháng 6, thì tháng 5 quý vị sẽ đi xin và quý vị có thời gian 8 tháng từ cái ngày quý vị mất cái bảo hiểm sở làm cho đến 8 tháng sau. Yeah. Trong khoảng thời gian 8 tháng đó quý vị phải xin Medicare phần B. Quý vị phải nhớ cái thời gian này, nhưng mà không ai chờ đến 8 tháng mới xin. Tại vì nếu như vậy, quý vị sẽ không có một cái bảo hiểm y tế trong thời gian mất bảo hiểm ở sở làm cho đến khi quý vị có Medicare phần B. Và những người cũng bắt đầu lớn tuổi rồi, trong độ tuổi 60-70 thì nên rất là nên chú trọng vào những cái, để ý cái thời điểm này để lo xin Medicare đúng không cô? Dạ đúng cô Thiên An, rất là nên để ý đến thời gian này. Dạ thì tuy là chương trình muốn nói càng kỹ càng tốt về Medicare nhưng là thời gian có hạn và Medicare thì là quá phức tạp. Cô làm việc 7 năm để có thể
Biết được nhiều kiến thức như vậy thì không thể nào mà trong 15 phút nửa tiếng mà chương trình có thể trình bày hết được. Nên quý vị, khi quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về Medicare, xin gửi câu hỏi về chương trình ở địa gửi email về chương trình ở địa chỉ hỏi đáp medicare@nguoiviet.com hoặc gọi vào số điện thoại của văn phòng của cô Yến Tuyết là 714-560-0035. Và rất mong nhận được những câu hỏi của quý khán giả để Người Việt TV có thể giúp quý vị giải đáp các thắc mắc về Medicare. Và Thiên An và Người Việt TV rất là cảm ơn cô Yến Tích đã dành thời gian cho chương trình. Cảm ơn phần thời biết là cô rất là bận rộn, lúc nào cũng bận rộn, nhưng mà rất là cảm ơn cô đã dành thời gian cho chương trình. Cảm ơn Người Việt TV đã cho tôi cơ hội để đến với khán giả của quý vị, và kính chào quý vị và hẹn gặp quý vị lại lần tới. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.